Rồi mẹ bụng đây. Chào mừng các bạn đến với Thái Lan ngày thứ 3. Và ngày hôm nay bọn mình đi hoàng cung. Và sau đó đi đâu thì tôi cũng không nhớ nữa. Mọi người nhớ xem hết video để biết rốt cuộc là Kamui đi những đâu vào ngày thứ 3 nhá. Ok, và bây giờ bọn mình đã đến. Trời ơi, nó nắng kinh khủng khiếp luôn đó mọi người. Nhưng mà nhìn nó rất là đẹp, từ từ. Đây. Oh my god, nó nắng như vậy. Oh, nó đẹp. Nó đẹp kinh khủng luôn đó mọi người. Đấy là bên kia là hoàng cung, còn bên này là chùa này. Đó, xíu nữa mình đi cả hai luôn. Ê mọi người ơi, ui, ê có con ngựa của cảnh sát Thái Lan luôn này. Wow, ê nó to lắm luôn ấy. Ê mấy cái anh cảnh sát này cũng thuộc dạng là cao to rồi nha. Con ngựa nó còn cao to hơn nữa, đáng sợ gì. Ê nhưng mà mấy anh khổ ghê ha. Ôi Phong, Phong thề luôn mình quay á, mà Phong đi chạy hết sạch mấy con ngựa luôn đó mọi người đã. Ê đây là đang vào lúc làm gì vậy? Lính hoàng gia. Nắng lắm á. Tôi đang sở hữu 3 cái ô mọi người ạ. Ok. Trời ơi, nhìn cái chùa kiểu như là bằng vàng ấy mọi người. Đã. Đằng kia là một cô bé bảo với tôi là quay thôi và bây giờ là không hiểu sao là chụp. Ơi, bọn tôi đang đi, bọn tôi gặp người quen mọi người ạ. Từ đi, chào anh. A à, nắng à. Em chào anh. Ở đây có một thứ mọi người ơi, nó như kiểu là một cái mơ cung điện này nhưng mà phiên bản mô hình nhá. Và thấy nó hình như là khá là lâu đời. Wow, đây này mọi người, đó. Nhìn nó rất là đỉnh nha, kiểu nó là một cái mô hình thu nhỏ của toàn thể cái khu này. Mình không biết là mình đã đến, mình bước chân được vào đến chỗ nào nữa mọi người. Mệt quá, và mọi người đang đứng chờ tôi. Chào mọi người. Mọi người chờ mình lâu không? Chắc là không đâu ha. Chứ chứ. Có nhiều ảnh đẹp lắm mọi người. Ha. Yeah, sorry mọi người. Thôi chắc là được rồi. Không là đi đủ rồi, giờ đi thêm chùa nữa chắc chân mình quẹo mất mọi người, tại vì nó rộng quá. Anh Kim. Anh Kim đã bảo. Yeah, đã bảo yeah. Thật ra ý mình là đã bảo. Và bây giờ thì bọn mình đi tốc tốc đi bà. À đâu, đi đâu? Là đi đâu nhỉ? Sau khi đi nóng được xong, bọn mình meme cho bọn mình đến một cái chỗ siêu to khổng lồ và như kiểu hội trường. Và có rất nhiều người xếp hàng để làm gì tôi không biết. Nhưng mà phía đằng ngoài kia nhìn nó rất là đẹp luôn đó mọi người. Bây giờ tôi sẽ quay tầm cảnh cho mọi người nhanh nha. Ê này, mình như mấy đứa nhà quê á mọi người. Đây, cái nước thì nhìn nó hay lắm mọi người. Nước chảy xuống nhìn đã lắm. Bạn nào không biết thì bọn mình đang đi tìm quán Minh Thu. Xe và đằng kia thì vừa mới mua được mấy cái khoai tây mọi người ạ. Mình cũng muốn ra thử em như chân mình mỏi quá, mình không muốn đi nữa. Cứu tôi. Còn anh Phong Cận rất là tự nhiên ăn cái mô hình của ta mọi người ạ. Có vẻ anh ấy ăn rất là ngon. Còn bên này thì Simi đến rồi đây. Yeah. Oh, thế là tôi không cần đi ra, tôi vẫn được ăn nha. Yeah. Phong uống nguyên một cái cốc luôn. Phê. À, nhớ cắt cái tiếng ở của em mà nha. Ủa, tại sao? Làm sao? Cắt khi. Thích mà. Thôi, kỳ lắm. Không, nó ngon mà. Không. Hiện thì ngon lành. Ok, thế thì... nếu mà Phong nói thế thì vừa rồi tôi sẽ biết một cái vào đấy mọi người cảm thấy tiếng ở không nha mọi người. Ngoẹt. Ừ, đã rồi. Đó, lấy miếng lòng đào ra, hiểu không? Rồi. Nếu mà muốn nó đậm đà hơn á, cho thêm tí nước vô. Đó, rồi mình thổi. Rồi. Rồi hả, mình húp. Trời ơi, các bạn nhỏ đừng học theo Phong nha. Cái này phải bụng người làm mà kiểu cũng khỏe mới ăn được á. Đúng rồi. Cái cắm hả? Ngon lắm hả? Cái bạn nhỏ được bắt trước là sao? Ý mua lại mang bậy bạ hả? Không phải, tại vì cái ăn cái được cái lòng
lòng đỏ đấy á, là phải người có bụng khỏe. Yeah. Ơi mà bụng em hình như cũng đâu khỏe lắm. Rồi xong, chào mừng em đến với toilet. Không sao. Lúc đó là tính. Ngon cái miệng này được rồi đúng không? Đúng rồi. Đó, mà các bạn đừng học theo nghe. Đây mọi người, xin mì ăn hay quá mọi người. Xin mì cho ra đĩa để cho nó đỡ nóng. Xong rồi ăn. Hay quá ta. Hay mình học tập theo nhỉ? Không, mình thích ăn nước, mình thích ăn hút nước. Gì mẹ? Mẹ quay con tô son là món gì đó con? Tôi đi. Tôi đi con. Nãy Phong có cho mình ăn thử một cái loại kem và mình quyết định là mình phải chạy ra đây mua mọi người. Viên kem của nó nhỏ nhỏ xíu mà tròn tròn như thế này nè mọi người. Có ở đây có loại mix không ta? Tôi đã gọi là cốt thường candy này. Đó, bà ấy đang cho là ice lemon chanh. Và cuối cùng bà ấy sẽ cho sô-cô-la. Yeah, đấy chính là cái của tôi đó mọi người. Bà con ơi, bà con muốn ăn thử không ạ? Bà con muốn ăn thử không ạ? Ăn kem, ăn thử. Nhà thử sô-cô-la với ạ? Nhưng mà trước tiên thì chị ăn thử cho nha. Trời ơi, nó tê. Em có muỗng. Thử đi bé. Sô-cô-la. Em thử cái sô-cô-la. Ngon kem bộ em xúc em đổ. Lạ lắm nhờ. Chị không muốn em xúc em đổ luôn. Cá thử miếng nhớ, thử miếng. À, có sao quên quên quả. Đây. Đó, cái thằng A. Đó. Sô-cô-la rất là ngon. Bây giờ thì mình sẽ ăn hết cái sô-cô-la này để chúng ta ăn xuống chanh và có từng bụng cạnh cái đi. Đó. Khi mà để không như này á thì nó sẽ không tan đâu, không chảy nha. Nhưng mà một khi nó đã kiểu chạm vào cái gì đó, nó sẽ chảy đi. À, chạm vào sắt nó sẽ chảy. Hoặc là vào miệng nó sẽ chảy. Sao vậy? Đi. Lên đâu? Ngon hay dở vậy? Ngon quá đó. Ăn chanh đi mọi người. Ăn thử chanh đi. Chanh ngon đúng không? Đã đúng không? Bây giờ họ đã rồi ạ. Còn tưởng ngọt của sô-cô-la. Bây giờ mình ăn mít đó mọi người. Ngọt của sô-cô-la. Với lại chua của chanh. Chanh thì ngon cực. Đây chính là cái hãng kem mà bọn mình ăn này mọi người, nó siêu ngon luôn nha. Nếu các bạn có dịp đến Siam đúng không? Yeah, Athens Siam, các bạn hãy tìm chỗ này ở tầng 6, tầng 7, tầng 6 nha mọi người, ăn cực kỳ ngon luôn. Vì là cũng ngon hết trơn á. Đây chính là cái anh đầu tiên đó mọi người, cái tóc này cái mặt này mọi người. Và chúng tôi chuẩn bị bay thôi. Chỗ này đang kẹt xe. Chưa muốn. Chưa muốn. Người dưới này rộng đấy mọi người. Thật sự luôn, người dưới này rất là rộng. Đã rồi. Đã cực. Hôm nay trời mưa. Ê, tôi bắt đầu thấy ù tai nha. Ôi, nhìn kìa. Đây là tòa nhà cao nhất Thái Lan á mọi người. Ôi, ui, nhiều nhà cao tầng luôn kìa. Mấy cái nhà ở ngoài nhìn như siêu nhân đó nha. Nhìn kiểu một thành phố trong mà mình để ý là mỗi tòa nhà nó sẽ kiểu có cái kiểu đặc biệt lắm nha. Kiến trúc không có trùng lặp á mọi người. Toàn thành phố đây mọi người, bây giờ là hết mấy cái giọt mưa đó mọi người. Đấy nên là nó sẽ đỡ hơn. Rồi bây giờ chúng ta cùng ăn buffet với chị nè, sang chị mịn nào. Buffet này thì chúng ta có tráng miệng rất là nhiều hoa quả. Dạ là có kem, có chè. Còn bên này là món những cái món được gọi là món nóng này. Những cái là đồ xào gà chiên, xào tỏi, tôm này. Chúng ta còn miến hả?
có canh miến với chua ngọt nè. Đây thì những cái đồ chiên thì bình thường thôi. Bên này thì bắt đầu bếp đang lọc gia vị. Còn bên này là đồ cuốn, đồ chua, đồ sushi này. Hải sản đây rồi nhưng mà không có nhiều lắm. Tiếp theo chúng ta đến một bữa ăn của bọn mình. Tuyệt vời quá xem ơi. Hello. Và bọn mình có gọi thêm cái này là tôm hấp. Cũng không biết gọi là gì nữa nha. À, bên này thì bọn mình cũng tự lấy rất là nhiều món trời ơi. Cái này kinh khủng của mọi người. Nhiều quá, ăn hết được không trời? Tại vì đây là buffet. Đây là thịt kiểu. Trời ơi, tự nhiên có cái quả rào nhìn nó sợ quá. Đấy. Xong rồi đến tráng miệng thôi. Thì tráng miệng ca môi có lấy một số hoa quả. Tất nhiên rồi phải có dứa nha mọi người. Ca môi là fan của dứa. Yeah. Rồi chúng có miếng xoài, một miếng dưa lưới. Với cái này thì mình không biết là gì để mình ăn thử đã. Nghe nó có xôi nhá. Trời ơi xôi. Một lửa là xôi, một lửa là cái gì đó mình không biết, ăn thử đã. Rất là sưng. Ngọt rất là. Cái cục vàng vàng này là gì mình không biết nữa. Nói chung là bạn là thảo ngọt thì bạn sẽ ăn thấy ngon nha. Nhưng mình thì mình là thích ăn, đứa thích ăn xôi mặn á. Nên là mình không phải fan của loại xôi này. Mọi người ạ, ở đây chúng ta đến đây để vừa ăn vừa ngắm view đúng không? Nhưng mà thứ tôi nhìn thấy không phải thành phố mọi người. Đó là cái này nè. Vừa thành phố đẹp quá. Trời ơi, thành phố của tôi đi rồi, chuẩn bị đi rồi. Tôi thấy nhìn được một xíu. Hay là do người ta chưa lên đèn nên là tôi thấy không rõ lắm. Do không rõ lắm ta. Chắc là do không rõ lắm. Ơi, cái tòa nhỏ thấp ấy, Sam khổng lồ một phát là đặt thử nó thử sao coi xem. Cái góc này nhìn nó còn đẹp hơn này. Thấy không? Tôi chính xác là 1m7 ok mọi người. Nghe là bây giờ thì bọn mình đến một cái tiệm mà massage nó tên là. Nhà sau này mình sẽ lật. Còn bây giờ thì bọn mình sẽ massage. Toàn thân hay chân này. Nhưng mà biết sao không? Cả hai anh nhân viên em trai là chồng em mà chị kiểu sao? Tức là em biết rồi. Em biết là anh quản lý ở đây là cha mà. Ok. Không phải là cha. Nãy chị bà nói là gì ta, bôi son để tao gặp chồng. À. Sao ta? Mẹ đọc review rồi. À. Tao đọc review rồi. Nãy nãy nhìn vào đẹp trai thế. Hay. Xin gặp đi. Xin ơi. Không thấy. Còn đây là tôi nhỉ? Hay. Bây giờ bọn mình sẽ đi massage. Mình cũng không biết nữa, ok. Hy vọng là thoải mái mọi người nhé. Ok, và bọn mình đã massage xong xa rồi. Mà anh nhập massage. Đây là dấu hiệu của sau khi massage rồi. Massage xong rồi nha mọi người. Yeah, và bọn mình đang ở chợ Joffe. Mình cũng không biết nữa nhưng mà ở đây đồ. Nhưng mà mình đang chờ đồ ăn cơ. Mình muốn ăn đồ ăn ở chợ Joffe cơ. Đầu tiên đến chợ tôi phải mua nước uống mọi người. Và tôi mua một cái cua ba smoothie là nói chung là đá bào cùi. Ta đã xay. Cái mùi đang sốc mọi người, mọi người biết tại sao không? Tại vì bọn tôi có 4 người ăn. Chúng tôi gọi cái suất sườn cay của Thái mọi người khoảng 350 bạt, nói chung là cũng là tầm trung. Chứ không mà nó to mức này mọi người, từ từ tôi cho mọi người check cam nha. Đây, và cam một mình không hết, tôi phải x 5 cam này. Và đây là bàn tay của Mui nha mọi người. Và nó chỉ làm cái góc nhỏ cái chỗ này thôi, đây, bàn tay đây. Nó to như vậy, mẹ ơi. Ăn được không? Ngon. Ngon hả? Mê chi lên nó này. Ghê à? Ok, ok. Quán này thì bọn mình ăn ở cái chỗ này nha mọi người. Mình cũng chả biết tiếng Anh nó là gì nữa. Trời ơi. Đã không? Đây, ở đây chúng ta có những quay phim chuyên nghiệp. Nghệ. Ôi suộc này thề luôn. cái nó lạ lắm không? Nó lạ lắm không? Cái cổ cai càng lạ cai ơi. Trời ơi nó đã. Trời ơi. Video của kỷ niệm của Phong với Sam, nhưng mà Phong mình ngồi ăn chung với Camui nha. Ủa gì bạn? Xin mời. Mời bạn nha. Mời bạn ăn. Đây vậy. Mui đi ra để tao quay vlog Mui. Mất cảnh là làm lại, làm lại. Ăn không?
rồi xăm cắn cái dính miếng son luôn. Rồi vậy nè. Thun. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy, bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn. Quay dính cả môi nè. À. Đây không phải tôi thấy một anh Tây á, anh ấy chơi lớn lắm, anh ấy quay video xong rồi anh ấy đi dưới mưa của Gió Khe luôn mọi người. Thì trời, anh ấy cũng đang quay video á, quay video dọc chắc là quay TikTok. Một loại kem có mắm ở trên một cái này tôi. Đây là một cái loại kem nó có mắm phía trên, mình mới vừa khám phá được các bạn ạ, trông khá là lạ. Ở bên dưới hình như là giống như cái gì nè, cái chanh tuyết đúng rồi. Ok. Nó sao không? Bên trên là mắm ruốc. Mắm ruốc hả? Ok. Nó chứ là kem chanh á. Ok. La. Nó lạ. Ok, đây để chị thử. Nó cũng không quá khó ăn nhưng mà nó lạ. Nó không ngon nha, nó như kiểu là ăn xoài, xoài chấm kiểu xoài lắc á. Đúng không? Nó cũng được. Cho các bạn 100 ngàn ly này. 100 ngàn ly này. 100 ngàn một cái ly này hả? Dạ, 100 ngàn một cái ly này. Thôi, chúng ta ăn trải nghiệm thôi mọi người, chứ còn 100 ngàn một cái ly này thì nó hơi đắt. Yeah, đang rồi ấy. Thử cái gì vậy? Tại vì đang chụp ảnh nên cười. Còn thực tế thế nào đây? Bạn để ta ăn xong được không mày? Ủa sao vậy? Sao ừ. Mặt nhăn vậy? Ờ, 300 ngàn. Ủa, nó như xoài lắc mà. Chị thích thì ăn em quay á. Không ơi, có mỗi chị với em là thấy nó ok à? Thật ra em không thấy đâu, cho em thấy nó ăn được, phải chứ nó không ngon. Ê, nè. À, chị thấy nó ok. Em thấy chị ăn này xong nha, chị cái tạo toilet lên đi. Ồ, được thế à. Sao ngồi cái đùi mình xuống cái chân mình bây giờ, bị trong luôn. Ủa sao ngồi lên đùi em hả? Ừ. Chịu cái chân được không? Cái gì? Giới thiệu các bạn đến Thái các bạn phải thử món này. Mình không biết món này là món gì, nhưng mà nó ghi là crispy butto đó. Nó như kiểu cái bánh quế của Việt Nam mình ngày xưa, nhưng mà nó rất là ngon giòn và mình đã ăn hết rồi và mình mua rất là nhiều. Ngon, thấy không? Thế, ăn à? Mua nhiều đang cho một đêm thôi hả? Đúng rồi. Ăn cho hết này. Đang gì chị chồng chứ món. Không xách về được đâu, không xách về được đâu nha. Càng đã mình tát lần đi. Tát bạn, nhẹ mạnh cũng được, tát cả rồi bạn. Ừ, đôi mắt cũng được, cũng được. Đúng rồi. Ăn chát. Trời Sam ơi. Ủa gì vậy? Chị Sam, ai cho Sam muốn? Không, ai cho Sam muốn? Ai cho em muốn? Em làm gì có quyền muốn? Em làm gì có quyền muốn? Chỉ có cái thôi. Hai đứa chơi với nhau mà. Mắt mắt rồi. Không muốn ra. Nhanh lên. Ai cho muốn nhanh lên luôn. Ây da. Rồi. Mẹ búng đây. Trời ơi, cứu tôi ơi, cứu cuộc đời tôi ơi. Chị ơi. Là không, là không. Vậy là nó 15 rồi 16. Thật lý, thật lý. Nghĩ trong đầu đó ba. Mày nghĩ anh Lộc làm gì? Rút. À quên, mọi người chọn ngay, mọi người chọn ngay. Chưa, bao giờ chốt hạ bài thì mày ấy. Rút. Gì trời. Nam Mô Di Đà Phật. Cai không chọn. Cai có rút không? Ok. Tôi định không rút nữa. Còn cai. Dạ. Tôi chọn cai nha mọi người. Tôi chọn cái. Tôi chọn cái. Tôi tìm vong. Tôi tìm vong. Ba đứa mày chuẩn bị bốn chén mà. 3 2 1 nha. 3 2 1.
19. Ok em yêu. Cười quá. Không, mùi, mùi phải bún mấy người này. Còn ai chấp nhận thay ai thì thay. Cai còn muốn thay không bé? Thay luôn. Thay hết luôn đúng không? Không, hai người đó. Mẹ ơi. Nó phá vỡ niềm tin trong con. Em bé à. À, giới thiệu với mọi người nha. Móng của mình thì nó có trám ở trên cho mọi người. Nó có đồ rồi. Mẹ mẹ à. Một bé. Bé cai à, bé sắp lên. Bây giờ em muốn mạnh như vậy nào. Hai đứa kia muốn mạnh như vậy nào. Xin sao muốn mạnh như vậy. Rồi. Bấm sao chứ. Ok. Một bó. Yeah. Một bó. Xin lỗi. Đừng ngón mà. Thôi chắc rồi. Bàn tiếp theo đúng không? Bây giờ mình nghĩ đó cho thú vị hơn, chúng ta sẽ chơi một cái là đầu hàng, có nghĩa là thằng này nó dùng mà nó diễn quá, thằng kia sợ, thằng kia đầu hàng, có nghĩa là thằng kia thằng thằng này sáng. Không cần đâu. Không, tức là ván này là Phong thua rồi đó. Không thua rồi. Ý mình là nghĩ là thằng chơi. À, okay. Chơi để sao? Còn bây giờ thì thua chắc rồi. Không, anh chắc là bà đi. Chị tin vào số phận em ạ. Cay. Tôi bắt cay. Mình tính bản, mình dám tính bản. Mình tính bản dành cho bạn bất gì. 1, 2 Ờ, đứng đi. Nhẹ. Đây, đó, ba đây. Em móng tay nó phải có chạm như thế này, bụng mới nghe nó đã. Bé thì đâu vậy? Rồi. Em trà. Chị sẽ búng cho em cái chạm nha. Ê, chén nó đỏ rồi mọi người ơi. Bạn nghiệp quá mọi người ơi. Trắng luôn. Xăm tặng tiếp hả? Vô. Đừng cười. Lật đi, lật ra để nó còn lật. Giờ mình ngồi mình chơi đến đêm xong rồi mình ngồi đi ăn nè. Ngon. Cài ăn 4 lá hả? Kiểu này. Chọn đi, chọn. Tao chọn đây, chọn. Mình có xăm. Xăm. Mình chọn xăm nha mọi người. Mình không tin cay. Rồi lật. Hoa chơi cho cay lật trước đi. Thua. Thì xăm. Em trai à, nãy em búng chị đúng không ta? Sammy à, đúng vật à. Sammy đúng vật. Ok em trai, chị sẽ để dành cái này cho em à. Nhất đó em. Cái đảo hình hình hoa. Ok. Bắn tim hả? Chạy lên. Bắn hoa này, bắn hoa. Đây để chị bắn tim cho. Ok, ngoài chỗ đây được đúng không? Ok. Ủa nhẹ. À quên rồi. Rồi. Ok, em trai lại đây với chị yêu nào, em trai. Lại đây với chị nào. Ok, chuẩn bị nào. 3, 2, 1. Ui. Không, biết sao không? Tại vì một phát đỏ.
Trời ơi. Nương, nương ơi. Cho mình coi coi. Mình coi coi. Ông thần cái hoa đó rồi mọi người. Tiếp. Xin chị slow motion lại để coi muốn mạnh hay nhẹ đúng không? Mạnh trước. Oh. Được. 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 Em chưa bao giờ. Tôi chấm kèm cho phát bốn ngày 10 giờ nha. Mình cũng áp lực quá ta. Oh. Một em ạ. Từ 3, 2 2, 3 Hello, có những cách để chúng ta kiểm tra xem cái này có phải là fresh thật hay không. Thì đây, cái này fresh thật nha mọi người. Cái này nó là cam thật nha mọi người. Tại vì nó vẫn còn cái cặn này mọi người thấy không. Nó là kiểu cái chất xơ của quả mọi người. Xùi, nó xịn. Nên thật mà biết, đây là miếng của Sim. Đây là bát của tôi. Tôi đã cho rất nhiều ớt. Ăn tê quá mọi người. Ê, cho miếng ơi. Ở giữa cho anh em ăn chung chứ quên nãy giờ. Wow. Xoài. Khỏe à. Bây giờ phong tỏa này anh, không cần. Ui trời, trời. Nó phải chạy chạy vậy đó. Trời ơi, người ta đang có nhiều ăn. Trời ơi, mọi người nha, bọn mình đang kiếm tiền. Trời ơi, Phong ơi. Tại sao đổi ra ngoài rồi anh ơi. Không phải đổ ra ngoài cho nó mới đẹp. Ôi, đã quá vậy. Ngon không? Không rồi. Ê, mình có thể xúc từ trên xuống được không? Cứ xúc từ giữa vậy. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Ồ, hơi ngon. Ê mọi người, ở đây tôi phát hiện ra một cái gương nó ảo lắm mọi người. Nó bóp người kinh khủng khiếp luôn. Sao nó làm được như thế ta? Gương khiến chúng ta mua nhiều đồ hơn. Cái này của đỉnh thật. Sao người ta làm được nhỉ? Ok, và chào mừng quý vị đến với chương trình trễ giờ bay. Nghe mặc dù nói chung là bọn mình tầm là trễ rồi đó. Bọn mình sợ đến đấy là bây giờ bọn mình phải chạy các thứ. Không biết nữa. Còn đi tìm nữa. Ok, và bây giờ bọn mình sẽ phải chạy. Không, sẽ phải đi nhanh nhất có thể. Mình vừa có vé rồi đây. Nhưng mà hình như phải đi rất là xa. Ok, cảm ơn hướng dẫn viên nhiệt tình Mimi và bọn mình đã đi qua cái cửa phải check cái máy bay rồi. Bây giờ bọn mình cần đến máy bay ở đâu? Thì bọn mình cần đến chỗ cái này là cổng F1. Bây giờ bọn mình cần tìm cổng F1 mọi người. Báo quá trời báo. Ok, sau khi bọn mình check xong đồ cầm tay này, xong rồi check thêm cả passport nữa thì bây giờ bọn mình sẽ phải đi từ đến cổng F1 và theo ở kia dự đoán đi mất khoảng 8 phút. Nhưng mà tất cả mọi người thì chưa ra, bây giờ bọn mình đang chờ Kai này, chờ Phong này và Sam nữa. Bên hiện tại có Sim với Mui rồi. Đây cái chỗ F1 đây này mọi người đó, nó ghi là còn phải đi bộ mất 8 phút. Bọn mình đang phân vân là không biết lên chờ hay là không. Ok, bằng sự may mắn thì sau khi bọn mình chạy thì bọn mình cũng đã đến kịp rồi. Mà hạ thú vị một cái là còn chưa check lên máy bay nha, mà trong khi là muộn giờ đúng không? Tất cả có delay sang nhưng không sao, chúng tôi cảm ơn sự delay này. Và bây giờ bọn mình đã về đến Hồ Chí Minh rồi và Hồ Chí Minh chào mừng tôi bằng một cơn mưa. Yeah, hẹn các bạn ở video đi Thái tiếp theo nha. Các bạn muốn biết tại sao? Tại vì đơn hay